Đây là bức tranh mà rất là phù hợp với hai chủ đề là về nhà mới tân gia hoặc là được thăng quan tiến chức các bác nhá. Đây là tác phẩm Cửu Ngư Quần Hội và có 3 cái điểm nhấn quan trọng nhất ở trên bức tranh này. Đầu tiên đó là 9 con cá chép ở tựu lại ở giữa bức tranh. Và 9 con cá chép thì tượng trưng cho cái sự dư giả. Bởi vì là cá chép ở trong âm Hán Việt là ngư, nó đồng âm với cái chữ dư là dư giả. Và 9 con chính là tượng trưng cho cái số nhiều đó. Và bên tay phải là cái hoa sen. Và hoa sen thì là liên hoa, nó cũng đồng âm với cái sự là liên tiếp, nối tiếp nhau và dài, miên man, không dứt. Và bên tay trái chính là những cái khóm hoa mẫu đơn. Và hoa mẫu đơn thì tượng trưng cho cái sự ở phú quý, tốt lành và những cái điều mà tốt đẹp ở trong cuộc sống. Và tổng thể bức tranh này thì nó tạo ra một cái ý nghĩa, đó là những điều tốt đẹp dư giả sẽ đến với cuộc sống và nó sẽ kéo dài liên tiếp như thế. Cho nên là cái bức tranh mà Cửu Ngư Quần Hội này rất phù hợp để làm quà tặng tân gia hoặc là để tặng cho những người mà vừa được lên chức nhé.